vì bây giờ mẹ mới về. Cậu bé cắt bánh bị đứt tay, nhưng không khóc. Mẹ về, cậu mới khóc òa lên. Mẹ cậu hoảng hốt, con làm sao thế? Con bị đứt tay. Đứt khi nào thế? Lúc nãy ạ. Sao đến bây giờ con mới khóc? Vì bây giờ mẹ mới về.